Rồi, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay lại Di động Phú Phúc mình nha anh em. Tiếp tục của lý bán máy hôm nay, mình sẽ giới thiệu anh em biết máy này nha. Đây, có mấy anh em nói là không có để số điện thoại trên clip á, thì mình xin giới thiệu anh em đây nha. Số điện thoại mình đây nha, 0355 356 356. Di động Phú Phúc mình ở bên Cát Tiên Lâm Đồng nha anh em. Địa chỉ có sẵn hết ha, ngay ngã tư chợ Phước Gấp 1 nha. Đó. Số điện thoại thì có sẵn đó rồi, anh em cứ nhìn số đây gọi cho mình thôi. Có nhiều anh em nói là sao không có số điện thoại, thì mình đã nói rồi, nhìn trong cái bảng nhỏ mà chắc anh em không để ý, cứ xem giữa clip rồi đi đầu gọi liền phát nên là không thấy cái bảng. Chứ thực sự nhìn giờ anh em vẫn thấy được cái bảng đó, 0355 356 356 là số điện thoại gốc của mình nha. Anh em cứ gọi thẳng số đó thì đặt hàng nha anh em. Rồi quên mua máy thì anh em cứ gọi thẳng số mình, cặp trước cho mình cặp Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu nha. Còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui lòng cặp 100k Viettel. Nhắn họ lên địa chỉ cùng với mã số thẻ cao, mình sẽ chốt máy cho anh em nha. Tất cả các máy thì mình đều bảo test 1 tuần nha anh em và bảo hành 1 tháng nha. Đó, có sao thì mình nói vậy rõ ràng hơn anh em. Xin nhắc lại luôn nha, là bữa nay là thứ bảy rồi nha anh em, nên là clip sáng thứ bảy cuối tuần rồi nha. Và cái clip chủ nhật, tối chủ nhật tầm 7 tới 8 giờ đêm, 8 giờ tối là 19 tới 20 giờ tối đó anh em, mình sẽ live stream trực tiếp tặng anh em cái sim này nha, 0346 50 53 56. Anh em nhớ theo dõi để tham gia dự đoán cho vui nha anh em. Mình sẽ trao ngay trong đêm đó luôn, anh em nào trúng là mình trao ngay trong đêm đó luôn, nên anh em chắc chắn là mọi người sẽ có một phần may mắn nếu anh em tham gia nha. Anh em cố gắng tham gia cho nó vui. Thì chương trình này rất là đơn giản, anh em dự đoán thôi, dự đoán con số đâu trong cái clip hôm đấy, ngày mai tối mai tầm 19-20 giờ thì mình chưa rõ thời gian, nhưng mà chắc chắn là từ cái đó 7 tới 8 giờ đêm là mình sẽ làm rồi. Ok nha anh em. Rồi, con máy đầu tiên trong clip hôm nay là một em iPhone 5C này. Con này là máy lóc nha anh em, máy lóc ha. Ngoại hình thì kính có xuất sắc nha, vỏ màu trắng nguyên zin cũng còn đẹp, không phải là quá xấu nha anh em. Đó, lại nét cho anh em xem iPhone 5C lock. Đó, hiển thị rất sắc nét nha anh em. Về tự bỏ sim ghép xài nha, mình không bao sim ghép nha, sim ghép bên này anh em tự kiếm. Đó, wifi các kiểu. Máy không kèm sạc nha anh em, máy mình không có kèm sạc nha, giá 490 thôi, bằng giá màn hình. Đó, 490.000 nha anh em, không kèm sạc ha, anh em cần thì alo cho mình nha, không bao sim ghép, không kèm sạc, mình có báo sẵn trong clip nha, anh em nào cần thì alo nha, một con duy nhất, 490.000. Tiếp theo là một con Samsung A30, màu xanh nhạt ha, con này màn hình 3:3, 6:4, RAM 332, và pin con này là 4000 nha anh em, máy riêng nguyên nha, vỏ sườn thì có xuất sắc ha. Xuất sắc thì anh em thấy sử dụng rồi, mấy cái máy này riêng thì chắc chắn anh em phải chấp nhận xuất sắc. Đó, kính thì đẹp nha. Kính đẹp tầm 98-99, wifi chức năng các kiểu ok hết ha. A30, máy VN 2 SIM, con này ra đi cho anh em giá 2.7 nha anh em, 2.7 ha, kèm sạc dán kính nha, máy đẹp. Tiếp theo là một con Samsung J737 bản hàng, máy đẹp keng luôn, 98-99% nha anh em. Đó, máy rất nét nha, Samsung J737. Con này màn hình 5.5 nha anh em, RAM 332, pin 3.3, máy cực trâu nha, con này xài rất mượt nha anh em, máy đẹp tầm 98-99%, kính keng sạc luôn. Con này chuẩn bị mình về rất là nhiều bản hàng, anh em quan tâm theo dõi thì nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mà bán mấy hàng của mình nha. Giá bên đây là cực mềm nha anh em, Galaxy Way 3, tức là con J37 RAM 332. Nói chung xài rất mướt nha, pin cực trâu nha anh em, 3.3 mà xài rất sướng nha. Con này nên ra đi cho anh em giá 1.890 thôi, 1.890.000 nha anh em. Đó, mấy hàng rất là mượt nha, anh em là xài rồi sẽ cảm nhận được chất lượng. Tiếp theo là con J7 RIM Việt Nam 2 SIM bản VN nha. Con này là Samsung J7 RIM, máy thay vỏ mới đẹp keng rồi, màn hình 5.5 nha anh em, RAM 332, pin 3.3. Máy thì ngoại hình anh em khỏi phải chê nha, kính đẹp, lưng đẹp. Đó, màn hình xài rất là mướt nha anh em, wifi chức năng ok hết ha, tổng quan mọi chức năng là chuẩn. Đó, J7 RIM, con này đến em giá 1.6 triệu nha, 1.6 triệu đã có giá fix rồi anh em, máy cực đẹp nha anh em, keng xà beng luôn, 1.6 triệu nha. Tiếp theo là con Oppo A3s màn hình 6:2. Đó, RAM 216, pin con là 4230, máy này thay vỏ sao đẹp keng rồi anh em.
thì vào sale nói chung là mấy là quá đẹp rồi. A3S nha. Màn hình này tí mình sẽ dán ngược lại luôn, anh em mua thì mình dán kính đẹp nha. Sáng rất là sáng đẹp. Oppo A3S. RAM dưới này bộ nhớ trong thì nó cũng nhỏ thôi, nhưng mà cái dòng này xài rất là mượt. A3S RAM 216 nha. Ok, không màu đỏ nha, anh em mua nhớ nói màu nha anh em để mình biết máy nha. Con này ra đi cho anh em giá 1650 nha. 1650 kèm sạc dán kính cho anh em nha. Đó, anh em mua thì nhớ nói cái màu nha. Màu xanh, màu đỏ, màu đen gì đó anh em báo giá cho mình, báo màu cho mình thì mình sẽ gửi đúng máy nha. Tiếp theo là một con Oppo Samsung A10s. Con này thì vỏ sao có xước sát nha anh em. Đó, xước sát như clip mình quay này, anh em cứ coi kỹ clip nha. Vỏ sao là màu xanh lá mạ thôi. Kính đẹp nha anh em, kính thì đẹp, xước sát cực nhì luôn. Lông chuột thôi chứ không có lông mèo. Đó, màn hình 6:2. RAM 232, pin 4000. Đó, Samsung A10s. Chức năng là mình bao tốt nha anh em. Còn cái nào lỗi là mình đã báo chức năng lỗi nha. Còn những máy bình thường thì chức năng ok hết ha. Đó, A10s nha. Con này ra đi cho anh em giá 1830. 1.830.000 nha. A10s nó mạnh hơn A10 nha anh em. Tiếp theo là một con Samsung J2 Rim này. Cái này thay vỏ mới đẹp keng cho anh em rồi này. J2 Rim. Thay vỏ keng xà beng rồi nha. Màn hình 5 inch, RAM 1.5 GB, bộ nhớ 8. Pin con này là 2006 nha. Sườn vỏ nói chung là đẹp. Sườn vỏ đẹp nha. Có một hai vết tróc sơn, không đáng kể. Kính đẹp. Đó, chức năng ok nha. Người ta có cái trọi nhẹ. Đó. Máy rất sáng đẹp nha. J2 Rim, dành cho anh em lao động ha. Anh em mà xài chủ yếu nghe gọi Zalo. J2 Rim. Ok, con này ra đi cho anh em giá 690.000 thôi, cực yêu thương ha. 690k, mới keo hết cho anh em rồi. Chỉ việc qua sim vô là xài thôi. Và một con Samsung J710 bán hàng luôn nha anh em. J710 bán hàng, màn hình 5.5 inch nha. RAM 216, pin 3300. Máy thì ngoại hình còn rất là đẹp nha. Đó, kính keng luôn, kính như sơ gương luôn nha anh em. Samsung J710. Mọi chức năng mình tải hết rồi. Zalo, Facebook các kiểu. Máy hàng thì anh em xác định là một sim nha. Con này chưa có lên hai sim. Để nguyên riêng luôn nha. J710 đó. Ok. Con này ra đi anh em giá 1480. 1.480.000 nha. Máy đẹp tầm 97 tới 98. Kính thì 99 luôn. Kính gần như không có xước nha. Đó. Ok ha. Vivo V5. Một con máy riêng. Vỏ sao xước sát nha. Đó. Vỏ có xước sát này. Vivo V5. RAM 4 bộ nhớ 32 nha anh em. Con này RAM 4GB nha. Kính là dán cái lực lột ra rồi nên là mình thấy nó rất là đẹp. Lông chuột vài cộng thôi. Màn hình 5.5 inch, RAM 432, pin con này là 3000. Máy thì nguyên zin. Chức năng này là còn rất là đẹp, nói chung là mọi chức năng full cho anh em luôn. Con này là quay wifi các kiểu là rất là ok nha, mình đã test kỹ rồi. Máy này thu lại cũng một thằng cu em. Đó, nên là tại chỗ luôn. RAM 4GB này anh em. Đó, máy rất là mạnh nha. Cấu hình là ok luôn, máy riêng nguyên Vivo V5 anh em biết rồi, ngày xưa mới ra tầm 6.9 triệu nha. Đó. Máy sáng đẹp, màn hình sáng đẹp. Anh em kiếm ốp lưng bỏ vô nữa là VIP nha. Con này mình ra đi cho anh em giá của nó là 1.4 triệu nha. 1.4 triệu. Kèm sạc dán lực cho anh em luôn nha. Một con duy nhất Vivo V5. Tiếp theo là một con J7 Dream màu gold. Máy cũng đã được thay vỏ. Con này thay vỏ nhưng mà cũng lâu lâu rồi nha. Hay là máy riêng ta? Mình test lại thử, còn cái máy riêng hay máy thay vỏ. Chờ tí nha anh em. Ok, con này thì thay vỏ rồi. Vỏ thì nói chung còn đẹp tầm 97-98. Kính thì 99 luôn. Kính thì quá đẹp. Màn này quá ok luôn. Rất là nét nha anh em. J7 Rim. Máy xài rất là chuẩn nha, chức năng chuẩn luôn, không có lỗi la phải hết nha. Con này màn hình 5.5 inch, cũng RAM 332. Và pin con này là 3300. Mọi chức năng full. J7 Rim con này để anh em giá 1.6 triệu nha. 1.6 triệu nha, màu gold. Kèm sạc dán kính nha, anh em mua nhớ món nói màu nha. Còn iPhone 6. Thôi con này để từ từ đi. Nhiều quá, quảng cáo không hết. Nó cũng ngắn thôi, clip dài quá anh em coi cũng ngắn nha. Tiếp theo là một con Realme 5i. Màu xanh lá mạ. Xanh lá chuối non này. Con này vỏ sao xước sát này.
chưa có thay vỏ mới nha anh em, để nguyên zin nha. Realme 5i màn hình 6.5 nha, RAM 4 64, con này là 64 GB, và pin con này 5000 nha, trâu bò ha. Kính đại giác lực rồi, đẹp kèn, kính không có vết xước. Đó. RAM 4 64, Realme 5i. Đó. Wi-Fi các kiểu ok. Realme 5i bản RAM 4 64, chip là 665. Màn hình 6.5, pin 5000, máy trâu bò luôn, máy đẹp nha. Lưng sau có xước sát thôi, còn kính đẹp kèn. Con này ra đi cho anh em giá 2 triệu 2 nha. 2 triệu 2 kèm sạc giác lực cho anh em đầy đủ nha anh em. Và một con iPhone 6 máy full. Máy full chức năng. Riêng đẹp nha. Đó, kính lưng này. Kính dán cái lực mình mới lột ra rồi keng luôn, màn riêng luôn. Vân tay vân chân đầy đủ nha. iPhone 6 32 GB. Pin mới thay 100% luôn. Con này pin mới thay 100% luôn. Đó. Và vân tay vân chân đầy đủ nha anh em. Mọi chức năng full. iPhone 6 32 GB, con này ra đi cho anh em giá 1 triệu 6 nha anh em. 1 triệu 6 kèm sạc dán lực cho anh em luôn. Đó. 32 GB nha anh em. Đó, ok nha. iPhone 6 máy quốc tế, bỏ sim là xài nha. Bao anh em quốc tế trọn đời nha. Con này là 1 triệu 6 nha. Tiếp theo là một con i55s màn hình 5 inch 2, RAM 216, pin 2730. Máy vỏ xe qua xuất sắc nhị, đánh giá tầm 95%. Kính đẹp kèm xà beng. Đó, kính đẹp kèm xà beng. Có dán người lực mình lột ra và rất là đẹp. Con này là Vivo i55s. Và để anh em giá 1.050.000 nha, 1050. Kèm sạc dán lực cho anh em luôn nha, 1050 nha. Oppo A92, máy này mặt sau đã dán keo trăm cho anh em rồi, khỏi sợ xước nha. Màn hình 6.5, RAM 8, bộ nhớ 128 nha anh em, pin 5000. Đó. Kính thì có dán guarantee rồi. Vẫn còn cái guarantee riêng của nó luôn. Chức năng ok nha, A92, RAM 8, bộ nhớ 128, cấu hình cực khủng nha. Đó, RAM 8, bộ nhớ 128 này. Máy rất đẹp nha anh em, đẹp tầm 98-99 luôn nha. A92, cấu hình khủng, RAM 8, 128, để anh em giá 4 triệu 4 nha. 4 triệu 4. Kèm sạc dán lực cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy cho anh em. Hả? Rồi, clip này xin tạm dừng tại đây. Chúc anh em có một buổi làm việc cuối tuần thật là thành công nha. Nhớ đón để xem clip tối chủ nhật ngày mai nha anh em, để anh em tham gia dự đoán kết quả trúng thưởng nha. Rồi, thân ái chào cả nhà và hẹn anh em clip ngày mai. Chào anh em.